Được rồi, nhớ lỗi đấy. Ok, nào. Trước tiên thì đọc lại các cái phần từ vựng đã nhá. Đọc cho cô. Solar energy. Solar energy. Đây là năng lượng mặt trời, được chưa? Tiếp theo, UFO. UFO. Unidentified flying object. Unidentified flying object. Appliance. Appliance. Wireless. Wireless. Surround. Surround. Ok, tiếp tục nhé. Hôm trước mình đến xong bài nào rồi nhỉ? Đây, mình đến bài này rồi. Ok. Hôm trước đọc bài này rồi đúng không? Hôm nay Vâng, hôm trước bài đấy rồi ạ. thì cô vẫn sẽ đọc lại một lần nữa. Con chú ý lắng nghe nhá. Cô biết hôm trước con đọc rồi. Ok. Nào bây giờ cô sẽ đọc lại và dịch lại một lần bởi vì mình sẽ cần phải trả lời câu hỏi 3 4 5 nữa. Cô 3 có 4 nữa, được chưa? Cô đọc nhá. Future house will be on the ocean. It will be surrounded by tall trees and bushes. There will be a swimming pool in front and a large flower garden behind the house. There will be a helicopter on the roof so that I can fly to school. My future house will have a solar energy. There will be some robots in the house that will help me do the housework, such as cleaning the floors, cooking meals, washing clothes, watering the flowers, and feeding the dogs and cats. I have a super smart TV in my house. It will help me surf the internet, send and receive my emails, and contact my friends on other planets. It will also help me to order food from the supermarket. Nào, cô dịch bài này nhé. Ngôi nhà tương lai của tôi sẽ ở trên đại dương. Nó sẽ được bao quanh bởi những cây cao và biển xanh. Sẽ có bể bơi ở phía trước và vườn hoa rộng ở phía sau nhà. Sẽ có một chiếc trực thăng ở trên mái nhà để tôi có thể bay đến trường. Ngôi nhà tương lai của tôi sẽ có năng lượng mặt trời. Sẽ có một số con robot ở trong nhà. Chúng sẽ giúp tôi làm việc nhà như là lau sàn nhà, nấu ăn, giặt quần áo, tưới hoa và cho chó mèo ăn. Tôi sẽ có một chiếc tivi siêu thông minh trong nhà. Nó sẽ giúp tôi lướt internet này, gửi và nhận email cũng như là liên lạc với bạn bè của tôi ở các hành tinh khác. Nó cũng sẽ giúp tôi gọi đồ ăn từ siêu thị. Đã rõ cái bài này chưa ở Khánh Linh? Tôi ạ. Nào, bây giờ con sẽ trả lời cho cô nốt câu hỏi. Hôm trước hàng xong hai câu này rồi, con sẽ trả lời tiếp câu 3, 4 nhá. Nhưng mà để cô sửa cái PowerPoint đã. Để cô sửa cái PowerPoint đã. Ok, nào, cô chia sẻ lại màn hình này. Ok, rồi, nào, con trả lời cho ba và câu 4 nhé, Hình Linh nhá. Đã rõ chưa con? Hình Linh rõ chưa con? Vâng ạ. Ừ, trả lời cho cô 3 và câu 4. Hôm qua mình trả lời câu 1, 2 rồi. Bây giờ mình sẽ trả lời câu 3, 4 nhá. Nào, làm đi con.
Xong chưa con? Rồi ạ. Ok, now, will the house have a wind energy? Ngôi nhà có năng lượng wind là gió không? Ở đây không đúng không? Ở đây mình nhìn thấy nó chỉ có là solar energy là năng lượng mặt trời. Vậy câu trả lời là no, chính xác, no it won't. What will the robot do? They will help me do the housework. Lưu ý cho cô, từ housework là một từ và sẽ phải viết liền nhau chứ không được viết tách ra như thế này. Đã rõ chưa Khánh Ly? Rồi ạ. Nhớ housework viết liền vào, được chưa? Such as cleaning cho cái này được, được chưa? Tuy nhiên không cần cũng được bởi vì cái housework là việc nhà rồi. Cái phần bên trong sách đằng sau such as thì nó chỉ là giải thích những cái việc nhà, ví dụ là gì thôi. Và tiếp theo khi con đã sử dụng là such as rồi, con không cần phải dấu ngoặc nữa. Đã rõ chưa? Rồi ạ. Ồ nhá, ok được rồi, tiếp tục. Now, on a piece of paper, draw your future house and appliances. And the, sorry, cái này nó viết sai chính tả đấy. Draw your future house and the appliances. Describe your house to teacher. Trên giấy của bạn thì hãy vẽ một cái ngôi nhà tương lai với các cái trang thiết bị ra và miêu tả cái ngôi nhà của bạn với cô giáo. Thế này nhá. Cái này thì con sẽ không cần, con chỉ cần viết cho cô một cái đoạn văn miêu tả ngôi nhà tương lai của con thôi, được chưa? Con không cần phải vẽ ra, được chưa? Ở đây chúng ta sẽ có ví dụ này. Cái ví dụ ở đây nó chỉ là hai câu đơn lẻ thôi, được chưa? Hai câu đơn lẻ thôi. Câu thứ nhất này, my house will be on the moon. It will be large and comfortable. Nhà của tôi thì sẽ ở trên mặt trăng này, nó khá là to và nó sẽ rất là thoải mái. Hay là I will have a smartphone to talk to my friends on the other planets. Và tôi sẽ có điện thoại thông minh để nói chuyện với những người bạn của tôi ở những cái hành tinh khác. Được chưa? Nên đây là hai cái câu nó vì đưa ra là ví dụ cho con này, con miêu tả thôi. Chứ còn yêu cầu của cô là cô sẽ yêu cầu con viết một cái đoạn văn, được chưa? Khoảng từ 6 đến 8 câu. 6 đến 8 câu để miêu tả, to describe, write a paragraph. Six to eight sentences to describe your future. House and the appliances. Được chưa? Thế một đoạn văn cho cô khoảng từ tầm 6 đến 8 câu để miêu tả ngôi nhà tương lai và những cái trang thiết bị của nó. Thì con thứ nhất là con cần là việc con cần miêu tả cái ngôi nhà đó, ngôi nhà của con nó như thế nào, nó nằm ở đâu. Được chưa? Ví dụ nó nằm ở trên núi hay nó nằm cạnh bãi biển hay là nó nằm ở trên mặt trăng vân vân. Được chưa? Và sau đó là ngôi nhà con có mấy tầng, có bao nhiêu phòng, con như như là con miêu tả một ngôi nhà, được chưa? Sau đó con sẽ miêu tả đến cái trang thiết bị trong phòng, ví dụ như là trong phòng khách thì sẽ có một cái tivi siêu thông minh chẳng hạn, a smart tivi có thể giúp con tìm kiếm các cái thông tin vân vân và xem được những cái chương trình con yêu thích chẳng hạn, được chưa? Đó, có hiểu không ạ Khánh Linh? Có. Bài này cô sẽ cho con tầm 15 đến 20 phút để con viết, được chưa? Lưu ý cho cô viết càng nhanh càng tốt nhé. Đã rõ chưa Khánh Linh? Rồi ạ. Bởi vì nó chỉ có 6 đến 8 câu thôi mà. Nào, bắt đầu viết cho cô. Đây là một bài kiểm tra viết nhá. Nào, viết đi. Con viết ở phần chat hoặc con viết ở trên màn hình đều được. Viết rồi sau đó nói cho cô.
Xong chưa Khánh Ly? Dạ bạn. Sao à? Khoảng mấy phút nữa thì con xong. Năm Phút nữa à? Thế nếu mà bây giờ cô thoát ra vào lại thì có bị mất bài của Khánh Linh không? nữa Hả? à, để con sao chép lại ạ. Ừ, con sao chép đi rồi sau đó thoát ra vào lại để cô chữa bài nhá. Là con sao chép đi. Sao chép xong chưa? À. Rồi ạ. Ok, nào thoát vào lại cho cô nhé.